gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Chào em gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Trường Vân ạ. Chào, em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ. Nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Kinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Mà nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây, vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, và trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội. Dạ, đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. À, lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái xe con ạ. À, lái xe con. Dạ, hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ, không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi ạ. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ, nhưng mà an toàn. Thứ bảy chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi. Biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi. Mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì
có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ, thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên đó, không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi được đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây. Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Dạ, gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng lẹ mút anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt, gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Chào em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ. Nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Trinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn đi. Mở rào đi nha. Đó. Thấy cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa giày là duyên tử số mà đó giày nha. Cô Tắm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè, đã thấy chưa? Dạ. Chắc không. Trời ơi, vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịch một miếng nào luôn. Mang lên luôn đôi mang mới luôn, luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy.
đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Mang luôn đi, mang luôn cho đủ cặp đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi, thay đổi mọi thứ cho nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng. Tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn nữa. Người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... quay hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian để em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ, từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình? Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi, đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, người ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn cải lương. Thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi, nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá! Chẳng ai đau xót ngậm ngùi
lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ đã chia phôi mỗi người một ngã. Hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hát hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm ha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất mong mình thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Thực ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay, để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, em xin cảm ơn. Mọi người lại đi con đường riêng của mình rồi.